Rồi bây giờ mình đề cập đến giá trị của siêu âm đè ép. Siêu âm đè ép được xem là phương tiện chẩn đoán chính với huyết khối. Như vậy nhắc lại nha, siêu âm đè ép chứ không phải là siêu âm Doppler, tức là hoàn toàn không có màu gì ở đây hết, trắng đen và đè ép. Cái phương pháp này đặc biệt chính xác với tầng đùi và kém chính xác hơn ở vùng bắp chân. Tuy nhiên người ta đề cập đến cái mặt trái của phương pháp này, thì cái việc đè ép quá mức lên cục huyết khối khi làm siêu âm có thể làm vỡ cục máu đông và gây thuyên tắc mạch phổi. Điều đó có nghĩa là nếu mà những cái cục máu đông mới hình thành, nếu mình đè ép lên cục máu thì giống như mình cắt cái cục máu ra làm hai, thì cái phần trên nó có thể trôi về, nó làm thuyên tắc động mạch phổi. Bây giờ nhưng mà cái siêu âm đè ép là cái không thể thiếu để chẩn đoán, cũng giống như siêu âm ruột thừa vậy đó, mình cắt ngang cái ruột thừa mình phải đè ép, nó không xẹp thì mình chẩn đoán được. Thì cái này huyết khối tĩnh mạch cũng vậy, đè cắt ngang tĩnh mạch và đè ép nó không xẹp thì lúc đó mới nói là huyết khối. Bây giờ mình cắt ngang ở trên động mạch, ở dưới tĩnh mạch, đây là cái vùng pheo bên phải. Thế như thấy là cái pheo thì ở cái tĩnh mạch thường nó nằm nông hơn, thì các anh chị thấy là tĩnh mạch ở trên và cái động mạch pheo nó nằm dưới. Khi mình đè ép thì cái tĩnh mạch nó xẹp hoàn toàn, cái động mạch này nó không xẹp. Thì cũng bệnh nhân này thì cái pheo bên trái thì các anh chị thấy là cái tĩnh mạch này nó nông và cái động mạch này nó sâu đây, thì mình đè đây và cái tĩnh mạch này nó không có xẹp, và cái khẩu kính tĩnh mạch này nó lớn hơn hẳn so với động mạch và nó lớn hơn hẳn so với cái đối bên này. Thì như vậy thì mình chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch pheo ở bên trái. Đó. Đôi khi thì cái đè ép nó chỉ xẹp một phần thôi, là bởi vì cái huyết khối nó không hoàn toàn. Huyết khối không hoàn toàn khi mình đè ép thì nó xẹp không hoàn toàn. Thì ví dụ như đây là có cái cục huyết khối không hoàn toàn trong lòng tĩnh mạch, thì khi mình đè thì nó không có xẹp hết, nó xẹp một phần thôi. Mình cho Doppler màu vô thì mình thấy đây máu nó trắng quanh đây và đây là cái cục huyết khối. Rồi. Thì sau huyết khối tĩnh mạch thì 10% bị biến chứng thuyên tắc động mạch phổi. Lý do vì sao? Thì các anh chị thấy đây, từ cái tĩnh mạch này, cái cục huyết khối này nó trôi về cái tĩnh mạch trụ dưới. Tĩnh mạch trụ dưới nó về cái nhĩ phải, nó xuống thất phải và máu nó bơm lên động mạch phổi thì nó gây thuyên tắc động mạch phổi. Thì 90% thuyên tắc động mạch phổi có nguyên nhân là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Thuyên tắc phổi thường xảy ra ở giai đoạn sớm khi cục máu đông nó còn, cục huyết khối nó còn mềm, dễ bóc tách và trôi theo dòng chảy. Như vậy là đa phần thuyên tắc động mạch phổi là giai đoạn sớm của thuyên tắc tĩnh mạch ngoại vi. Đó. Nó có thể là triệu chứng đầu tiên xuất hiện, tức là người ta hoàn toàn không có biết là mình bị huyết khối ở tĩnh mạch chi dưới, mà bệnh nhân đột ngột khó thở và người ta làm CT ra, người ta chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi, thì lúc đó người ta truy ngược lại thì mới thấy là huyết khối tĩnh mạch sâu phía dưới. Bệnh nhân có thể được chẩn đoán huyết khối thuyên tắc động mạch phổi trên CTA, nhưng siêu âm tĩnh mạch chỉ dưới lại không tìm thấy huyết khối. Đó. Mình lưu ý điều này là bởi vì nhiều khi làm CT mình thấy thuyên tắc, nhưng mình làm siêu âm tĩnh mạch chi dưới lại không thấy, là bởi vì có thể là huyết khối ở tĩnh mạch chi trên, có thể là huyết khối ở tĩnh mạch cổ trong nó trở về, hoặc là huyết khối tĩnh mạch trụ trên hoặc tĩnh mạch trụ dưới. Tức là mình đừng có đổ đa phần là từ huyết khối tĩnh mạch chi dưới nó lên nó làm thuyên tắc, nhưng ngoài ra nó còn có thể có những cái nguyên nhân khác nữa. Rồi. Cái huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới nó càng gần trung tâm thì cái tần suất thuyên tắc động mạch phổi nó càng cao. Thì cái gì thấy người ta làm một cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là cái tần suất thuyên tắc động mạch, nếu mà huyết khối tĩnh mạch tầng cẳng chân á, thì cái tần suất thuyên tắc động mạch phổi nó là 15%. Còn nếu mà thuyên tắc ở cái tầng đùi á, thì cái thuyên tắc động mạch phổi nó lên đến 85%. Rồi. Phần lớn cái huyết khối tĩnh mạch chi dưới nó xảy ra ở tĩnh mạch sâu vùng bắp chân. Đó, như vậy là khi mình làm á, là mình hết sức chú ý những cái tĩnh mạch vùng bắp chân. Tĩnh mạch vùng bắp chân tôi nhắc lại mình có những cái tĩnh mạch nào. Mình có tĩnh mạch queo, tĩnh mạch chày sau, tĩnh mạch mát, tĩnh mạch cơ bụng chân trong, tĩnh mạch cơ bụng chân ngoài và tĩnh mạch cơ mát. Huyết khối nó có thể lan lên đến tĩnh mạch queo và vang lên tĩnh mạch đùi, tức là thuộc về hệ sau. Mình lưu ý, hết sức lưu ý là cặp tĩnh mạch cơ bụng chân và tĩnh mạch cơ dép rất là hay bị huyết khối. Huyết khối tĩnh mạch vùng bắp chân thường không có triệu chứng và ít gây thuyên tắc động mạch phổi. Nếu có thì thường là không có triệu chứng vì cuộc huyết khối nó nhỏ. Tuy nhiên, việc điều trị huyết khối tĩnh mạch vùng bắp chân đơn độc là rất cần thiết. Bởi vì nếu mình không điều trị thì nó sẽ làm hư hỏng van tĩnh mạch và đưa đến suy tĩnh mạch tứ phát. Như vậy thì cái tần suất này mình gặp khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ giải thích cơ chế. Như vậy thì đầu tiên là nó bị huyết khối cấp tính. Thì huyết khối cấp tính này nếu mà mình không có điều trị thì từ giai đoạn sớm này nó trở thành giai đoạn muộn. Tức là đầu tiên huyết khối cấp tính thì nó làm cho khẩu kính tĩnh mạch nó tăng khẩu kính. Nhưng mà sau đó lâu ngày thì nó bị thuyên tắc luôn, nó sơ hóa lại, nó teo lại. Thì lúc đó khẩu kính tĩnh mạch nó nhỏ lại nhưng nó tắc hoàn toàn. Và lúc đó nó hình thành cái tuần hoàn bằng hệ. Đó là một kiểu. Cái kiểu thứ hai là nó tái thông thương. Nó tái thông thương thì nó tái thông thương một phần thôi. Thì cái tĩnh mạch nó thông thương trở lại. Nhưng những cái huyết khối ở trên thành này, nó bám vào cái van tĩnh mạch và nó làm hư hỏng tĩnh mạch luôn. Cái van tĩnh mạch luôn. Và như vậy thì để lại hậu quả là nó sẽ sơ và dày thành tĩnh mạch. Và hư hỏng lá van và nó đưa đến suy tĩnh mạch. Đó. Và như vậy thì 75% huyết khối tĩnh mạch sâu nó tái thông thương trong vòng 6 tháng. Và khoảng 2/3% trường hợp là nó bị suy tĩnh mạch thứ phát. Như vậy thì cái mục tiêu mình chẩn đoán được huyết khối là mình phải điều trị cho nó tốt để cho nó tan hoàn toàn, nó không bị hư hỏng cái tĩnh mạch, van tĩnh mạch. Rồi.